thằng hai góc nó dậy. Clear. Clear luôn. Không phải nói nhiều. Bật dậy. Em sang nhà bên kia nhặt. Sang nhà bên kia có một thằng nữa. Đây. Đây. Bên này có một thằng, bên kia một thằng. Đây bên này có một thằng nữa. Còn một thằng áo hồng nữa nhưng mà anh không biết thằng áo hồng không, kiểm tra bộ quần áo nó. Đó là cửa, có cốp này. Có cốp này. Dư cái cốp này. Người á. Người. Đừng chạy xuống, có người dưới đây nữa. Số 2. Ui dạ. Còn một thằng nữa. À, li luôn. Hay. Anh ném bom mà. Em cứ chạy xuống rồi xuống quả bom thì anh không biết như nào. Nó không để ý, nó cứ xem đi xem lại, nó không để ý luôn. Bởi đồ nguyên luôn. Ném bom đồ nguyên luôn. Nhiều khi cái pha đó là nhờ em nó lo bắn em không để ý cho vợ quần. Nhiều đồ thế. Ôm 24 luôn kìa. Trên mà hai thằng kia nốc rồi, hai thằng kia chết rồi. Đi về hẹt ta. Ý là hai thằng đồng đội bị nốc rồi. Thằng trước mặt cục đá đây luôn. Thằng gần. Còn nhá, nó còn bộ á. Nháp một cái. Để ý bên kia, Bình tĩnh đi. Đấy còn mỗi thằng đấy thôi.